anh em cùng quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và phân tích cho anh em một cái lối chơi cũng như là một cách bắt cầu ở trên game bài đổi thưởng, game tài xỉu hiện nay nhé. Nên là hot nhất thì anh em cứ áp dụng vào cho mình, auto là hot anh em nha, bởi vì nó chạy theo xác suất, là vì thế lúc nào thành công nó cực kỳ là cao chưa. Và phương thức của mình đơn giản, anh em chỉ cần, anh em thấy cái sóng cầu đúng không? Anh em thấy cái sóng cầu nó chạy ở trên cái bảng điểm xí ngầu đúng không? Đấy, thì cái bảng đấy thì anh em sẽ tính cho mình nhé. Thì đây, anh em sẽ ghi cho mình nó chẳng hạn như là đầu cửa cầu sóng cầu đấy là 10 đi. Thông tốc cho là cái điểm cuối của sóng cầu đấy là 9, 11 đi, là bằng 21. Thì tiếng này thì ra thì là lẻ đúng không? Anh em bắt vào tài cho mình nhé. Còn nếu còn chạy nghịch thì anh em đây là năm rất là xỉ nha nhé. Đấy, và nếu như mình có vốn vào 20m đi thì anh em sẽ đi vào 2m một tay cho mình, được chưa? Rất đơn giản thôi, vừa kết hợp với công thức là kết hợp với các cái vốn này thì nó sẽ có hiệu quả. 20 tay này anh em có thể đi 2m, 3 thì anh em có thể đi khoảng 10 tay, 10 tay nó đơn giản. Tiếp tục 9 cộng với 12 bằng 20. Đúng mốt tiếp. Tôi đã lấy con số ví dụ là vì thế nó trùng hợp như này, nhưng mà không sao, coi như là nó cũng có thể lặp lại cái tiếng đấy, nó rất là nhiều trường hợp lặp rồi. Đây là con số ví dụ thôi, cái người thì vẫn là xỉ này. Con số ví dụ khi mà anh em gặp phải những con số thực tế ấy, thì anh em tự tin là anh em áp dụng tính vào. Mình vẫn đi là 2m một tay nha, không cần biết là vốn mình còn bao nhiêu hay là lãi bao nhiêu, cứ đều tay đấy, xong đó 10 tay thì em tổng kết được là biết ngay được là lãi không đúng không? Ok, tiếp tục 8 cộng với 6 và 14, ở đây thì là xỉ em nhé. Khi ra thì anh em bắt vào cho mình, đây là cái điểm chẵn, biết nhầm nó là xỉ chứ điểm chẵn thì rất là xỉ nhanh nhau. Nếu nhận mình thì đây sẽ là vào tài thôi, nhưng mà trường hợp cho mình thấy rất là khó luôn, cũng 2m vào tài, bởi vì là anh em chỉ cần là quan sát 3 tiếng đầu thôi. Ví dụ cho như là 3 tiếng này, 3 tiếng đầu là tính đúng không, thì những tiếng sau thì anh em có thể là bắt đầu vào vốn mà đứng đầu quan sát xem xu hướng nó gì, điện thoại nó dị nghịch đúng không. Nói chung là cũng quan sát kỹ, hợp lý thì vào, không thì anh em cứ tìm hiểu kỹ rồi mình chơi đúng không. Không là lăng quăng là lãi chẳng đâu, mà vốn thì coi như là mất hết thì cũng rất chi là toan. Nên là vì thế anh em cứ tự tin và bình tĩnh, tính toán chậm thì mới vào vốn, hợp lý thì mới vào chơi, còn thì thôi. Nhưng mà ok nha, tiếp tục hay là 7 đi, cộng với 3 đi, 10 này thì đây là chẵn này, thì ra rất là xỉu. Từ cái này thì anh em sẽ bắt đó chính là nó tài nếu chịu nghịch luôn nhé. Ok, 2m tiếp, đã cầm 4 tài này rồi thì cũng gọi là có đâu đó là 2, 4, 6, 8 tụ rồi đúng không, trừ phế đi gọi là còn hơn hạ hơn 7 củ, 7 củ rưỡi đó, tầm đấy là tuyệt vời rồi. Đấy, cần phải chơi có là nhiều đâu, thật ra mình cần kiếm một câu để làm tất cả công ty, là ngày tháng công ty làm có 10 củ thôi, 9 củ, 10 củ hết cỡ đúng không. Thì các bạn đang chơi đang kiếm thêm từ bộ môn này, đầu tư vào bộ môn này anh em kiếm rồi thì anh em kiểu gì mà chẳng có ra được số dư đúng không. Đó, thì khi mà anh em vào chơi cái bộ môn tài xỉu anh em có công thức như vậy này thì anh em chơi rất là tự tin, không như những là anh em chơi mà cứ vì bừa chơi bừa này đúng không, chơi theo kiểu là ăn thì ăn con cút này, nó khó chịu em nha. Tiếp tục 6 cộng với 6 12 điểm chẵn tiếp à, thì em bắt quả xỉ của mình nha. Người thì vẫn là tài thôi, vô 2m tiếp. Và anh em soi những đầu chẵn xỉu thì em cần lấy cái số cuối này, và anh em soi tôi còn cái đầu bỏ qua số cuối, số cuối là anh em soi đúng không,
Cô bắt đầu ra để mình bị cuối là mình sao nhá. Đây là một công thức chạy bí mật anh em nhá. Và mình lại chơi đã thua cái tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thắng thì từ 95 đến 96% và thành công rồi. Nên là vì thế nó cứ tự tin là vào chơi vào cá kiếm ngày công sẽ cực kỳ là hiệu quả như thế. Hiện tại thì mình đang lấy dữ liệu và cũng như là thông tin ở những con game lớn như bài được thưởng như con 68 mình đang áp dụng chơi mình thấy ok nhất thì mình tham khảo công thức này và tí thì quên đấy mình mà chơi mà mình phải để ý được là cái tổng điểm ở trên ví dụ là 25 và 25 anh em áp dụng công thức này thì cũng phải gọi là nhắm mắt áp dụng cho nó tự mở kết quả còn nếu trường hợp mà nó đang là 30 và 20 thì anh em nên là bỏ qua nhá không áp dụng công thức nào đấy còn 25 ví dụ có thể là 27 và 23 thì được nhau thì vẫn có thể áp dụng anh em nhá đây là vì thế anh em cứ được tiền cho mình và đây là mức vốn nhá tất cả mọi người nhập và đây là cách ghi vốn nữa đấy bốn tay này năm tay này là cũng có 2 4 6 8 10 củ rồi đúng không 10 củ rất đơn giản thôi đấy, anh em cứ cân đối là đi là hợp lý cho mình cũng học hỏi từ những anh em cao thủ thì anh em lão làng cho là một cái bộ môn này thôi anh em ít khi sử dụng lên mạng các thứ lắm mình thì nói chung là mình đã có mục tiêu của mình hàng ngày nhằm cá kiếm đôi ba chục là đơn giản thì mình cũng nên chia sẻ lại cho anh em thôi và cái đam mê của mình làm YouTube nữa nên là vì thế anh em mình hỏi tại sao là giỏi thế sao không về nhà cho người kia đi đúng không thì mình đã giúp rất rất nhiều người rồi chứ không phải là riêng anh em mình chia sẻ nơi nha thế bây giờ mình sâu tất cả giúp những người nào đúng không làm thế thì cũng khác biệt anh em bảo nó đi kể này kể kia là vì thế thì anh em phải hiểu cho mình không anh em cứ bảo là thế này thế kia thì rất là đau đầu mình là người chia sẻ mình là một người làm YouTube đấy mình cho rất là nhiều anh em xem cộng đồng xem một cộng đồng rất là đông người cả nghìn người mấy chục nghìn người đúng không anh em biết đấy thì lừa được một người làm sao lừa được nhiều người đúng không nên là vì thế tất cả anh em đang xem được khoảng cái video này nhìn cái công thức này thì anh em không phải là một người kém hiểu biết để mà mình đưa ra công thức rất là ẩu để anh em không chơi được cái gì đúng không nên là vì thế anh em cũng phải biết cho mình nhé. Ok thì video này sẽ kết thúc ở đây. Chào tất cả anh em và người. Bye anh em nhé.